Rồi, hello anh em nha. Mình lên cho anh em 4 cục máy Honda Custom 50 4 số có đề. Máy rã xe Honda Japan nội địa Nhật về nha. Tình trạng là 5 cục máy này cực đẹp nha anh em. Đó. Tất cả máy này 5 bộ lửa là anh em nhìn thấy nè, sáng giới nha. Đó. Máy này bán bao zin không lay đồ. Vô lăng còn quay được, hơi hám còn nhẹ nhàng ha. Đó. Bán giá dạng tính xác thôi. Mỗi cục này bán giá 3.8 triệu nha. Lô này máy đẹp. Đây. Cục số 1 nha. Tất cả là lốc sơn zin, không nứt bể. Lô này 5 cục là máy đời cao, ron xanh nha. Đó, cốt nhông tải 3 cốt là rất là đẹp. Bộ lửa đẹp xanh như mới hết. Máy sống hết nha anh em. Đó. Hình ảnh chi tiết mình có đăng ở trên Facebook, Zalo rồi anh em cứ vô đó coi nha. Hoặc là anh em nào cứ nhắn qua Zalo muốn coi cục máy nào hình chi tiết em gửi hình đó. Còn quay clip có khi nhiều anh em nói quay nhanh quá nhìn không rõ. Nhưng mà máy này đẹp lắm nha anh em. Đó. Bộ lửa đẹp, mấy bộ lửa đẹp vip cỡ mới vậy hôm nay bán 1.6-1.7 triệu rồi. Máy bao anh em là máy nguyên zin hết nha. Đầu nồi chưa chạm nha. Lốc sơn xi zin đồng bộ, máy sống. Không chết không bó nha. Đó. Cục số 2. Cục số 3. Đó. Anh em nhìn thấy bộ lửa nào nấy mới giới. Chưa đụng chạm gì hết. Máy là zin 100% nha. Bao chưa chạm đầu nồi, máy đời cao ron xanh. Lốc sơn zin tem zin hết. Bán thì cứ 3.8 triệu một cục. Lô này máy đẹp. Còn 5 ông điện à. Nào sáng giới. Máy này là máy 50 nha, 4 số có đời nha. Máy Honda Custom á, có nhiều người gọi là máy đèn vuông cũng là nó luôn. Máy số 5. Cục máy thì nó cũng đơn giản lắm anh em. Mình quay vài điểm là thể hiện được cái chất máy à. Hôm nay anh em mua bộ số 1.2 triệu, bộ lửa đẹp cỡ dày 1.6 triệu. Đó. Bộ nồi nắp nồi này gần cả triệu. Đầu lồng dên 1.1 triệu. Đó. Mình bán nguyên cái máy này giá 3.8 triệu nha. Anh em nào xài Zalo mình. Máy bán bao zin không lay đồ nha. Rồi, hello anh em nha. Càng cứ Zalo mình.